dữ không mọi người? Con mắt thấy có ác không? Con mắt hiền mà ha. Ủa má Hường anh đủ chưa vậy? Được chưa? Má Hường được chưa?
nói đi. Ta là Trương Long. Trương Hổ. Trời đất ơi, có cái tên mình cũng nói lộn nữa. Chịu nổi không đó? Thì ra chàng tên là Trương Hổ lại. Chẳng hay Hổ đã có hiền thê, Hổ đã có gia đình, hay là con không chữ còn chiếc bóng giả? Quên luôn à. Cô chàng nó lớn, dĩ nhiên là không có chữ còn. Không, cái này nhỏ đó, cái nhỏ đó cô luôn á. Nhưng mà hỏi cái chuyện đó gì? Hôm nay Luân hát ở Gò Công nha mọi người. Hát cùng với lại chị Bình Tinh. Pin rồi mọi người ơi. Làm sao mà ta dám kết duyên với nàng khi giá không có mang theo sạc theo rồi. Sẽ không tha thứ cho ta đâu. Cho nên là sẽ like chút xíu nữa thôi sẽ tắt ngay cái. Ba điều hại như thế nào? Là tại vì nếu chàng không kết duyên với chiếc, chiếc sẽ giết chết chàng. Trời ơi. Mà chiếc giết chàng chết ha, chàng nghĩ đi, mình là thanh niên mà nếu mà mình không báo hiếu cho cha mẹ, chết giữa xa trường di phủ tông đường. Chàng nghĩ đi, bất trung bất nghĩa bất hiếu. Chàng không trơn, chàng thấy chàng sao? Nghe nữ tặc thì nói cũng chàng nghe hả? Chàng nghĩ sao mà chàng kêu thích nữ tặc vậy? Không phải, nữ tặc bận quyên của nữ tặc. Thì là nữ tặc đúng không bà con? Chị có chàng ghê lắm nha. Nè, nhưng mà ta là nam nhi, nếu muốn thắng được ta thì ta sẽ tuân thuận theo nàng, bằng không thì nàng hãy xê ra cho ta lên đường tiếp. Trước sau gì chàng cũng muốn đối điều sinh sự. Chàng không muốn
ngày mai Luân hát ở Bắc Ninh thì cũng sẽ tranh thủ like cho mọi người xem. Tại bữa nay chứ mình chứ không có nói nhiều được. Không thời chứ tối với chặt tới tối luôn đó, chặt có biết không? Giờ này tối rồi. Tuần này là tuần ngủ Sách Châu. Đánh được, những chiếc chặt muốn đánh, thiết sẽ đánh cho chặt ba má phấn. Đánh! Đánh cho chặt lớp có số. Rồi đánh cái gì đó? Đánh cho chặt quần áo không có. Trời ơi! Rồi sao nữa? Trời ơi, ghê vậy đó hả? Rồi, hãy thử tay một bên. Nào, xuống thủ đi. Cho. Thời nhỏ này nó chơi cái khác gì mà xịt lửa lên dữ vậy trời. Ngày mai cái giờ anh Luân hát sẽ là 9:45. Bắt được giặc cứ giết. Đừng nói dông dài tìm uổng công. Nghe thiếp nói nè. Nghĩa thiếp phân bao lời. Tương lai một ít cho mọi người thôi, tại vì máy anh Luân sắp hết pin rồi, cho nên là chia tay với mọi người nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi rất là nhiều. Chúc cho mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.